Yếu là do hiện thành phố Hồ Chí Minh đang vào cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết hàng năm. Nắng nóng liên tục kéo dài xen lẫn các đợt mưa bất chợt thuận lợi cho sự phát triển của lăng quăng, muỗi làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cũng cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết có khả năng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới nếu người dân không thực hiện các biện pháp phòng ngừa.